Xin kính chào các cô bác, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay là ngày đầu tiên mới vừa đặt chân tới cái resort này. Tới sớm lắm, đã nằm dưới hồ bơi chơi rồi. Bây giờ là chiều tối, thì cả đoàn hẹn nhau ăn tối ngay tại resort này. Sang trọng đẹp. Được các cô bạn trẻ báo cho biết rằng là phải mặc đồ đẹp, chứ không có mặc được đồ bikini để vào nơi đây. Thành ra đó, có cái sự quen biết được những người giống như là thổ địa, mình đi chung với họ cảm thấy hạnh phúc lắm các bạn. Đi ngang qua hồ bơi này, trước mặt chúng ta là biển đó, cảnh hoàng hôn quá đẹp. Cho nên CC vội vàng lấy máy quay ra để quay. Nhưng mà đi quên, không có cầm theo cái gimbal, cho nên cầm cái phone, cái máy DJI, thì cháu ngoại CC đã cầm và chạy trước rồi. Cho nên là tay cầm cái phone nó bị lắc lư quá. Đây là con gái của CC đó. Đây là cô lớn. Cô nhỏ chuyến này không đi. Đây là cháu ngoại. Bây giờ cả nhà đi bộ một đoạn cũng hơi xa, vì ở trong cái resort này lớn lắm, thì đi ra đó để ăn. Thì bây giờ các bạn hãy đi theo chân của CC để xem coi nhà hàng đó như thế nào ha. Bây giờ là đã đi qua cái khu vực hồ bơi rồi. Thì bây giờ bắt đầu đi vào bên trong. Đây là quầy tiếp tân. Cháu ngoại của mình đứng chờ rồi. Các cháu còn trẻ, còn nhỏ, nhanh lắm. Chạy cũng lẹ, cái gì cũng nhanh hết. Thì bây giờ bắt đầu đi vào bên trong, đi vào nhà hàng, để xem thử xem nhà hàng như thế nào các bạn nhé. Cháu ngoại nhỏ nhất lăng xăng lắm, chạy trước rồi đó, rất đẹp đúng không ạ? Đây là cái ba rừng, chúng ta có thể ngồi ngay tại đó uống cũng được. Lý do CC phải tắt tiếng ở đây vì ở đây có tiếng nhạc thì nhạc sẽ bị bản quyền, cho nên đó là lý do CC tắt tiếng. Gia đình CC đến hơi sớm, cho nên là chờ một chút cả group sẽ vào chung với nhau. Đó, cả nhà thấy không? Đẹp như một bức tranh, toàn bộ là kiến. Mình ngồi đó, mình ăn, mình thưởng thức với cái tiếng đàn, vừa ngắm biển, vừa ngắm hoàng hôn, ngồi ăn những món ăn rất ngon và được nghe tiếng đàn. Họ thổi saxophone. Nếu mình muốn yêu cầu bài gì nữa thì mình yêu cầu họ sẽ thổi, còn nếu không thì họ sẽ thổi theo họ. Tuyệt vời lắm cả nhà. Ngồi ngay đây chụp những bức ảnh đẹp mê ly luôn. Quá tuyệt vời phải không ạ? CC quay chậm lại để cả nhà xem. Nguyên một cái vòng rất là lớn luôn. Toàn bộ là kiến. Cảnh hoàng hôn xuống đó, rất nhiều màu. Màu tím, màu vàng, màu cam, màu nâu, màu đen. Cực kỳ đẹp các bạn, CC không hình dung ra được luôn. Quá sang trọng, đẹp lắm.
Chuyến đi này thật sự quá rẻ, đáng đồng tiền đó các bạn. Các bạn biết không, con của Sisi á, nói Sisi cũng chưa hỏi chính xác để chia sẻ với các bạn được, vì về tới nơi là cháu phải lo ra ngoài tiệm đi làm liền. Về là mệt mỏi cho nên Sisi không muốn làm phiền, muốn để cho cháu nghỉ ngơi vài ngày ha. Nhưng mà theo như Sisi biết đó, là 1.000 một đầu người, trẻ con cũng vậy, người lớn cũng vậy, trên 2 tuổi là đồng giá 1.000 đồng một người. Họ tính một phần ăn của mỗi một người trong một ngày là 280 đô. Khi đi chơi xong tới ngày cuối cùng tổng kết tiền thì cái cô bạn con của Sisi đó chia ra cho đầu người, từ người lớn cho tới trẻ con. Mỗi người phụ thu thêm hình như là 200 mấy hay là 120 mấy, Sisi quên rồi. Để Sisi hỏi cặn kẽ lại một lần nữa, Sisi cho biết con số chính xác ha. Thì thôi bây giờ cứ nghĩ rằng là mỗi một người phụ thu thêm khoảng 150 đi ha. Thí dụ như vậy nha. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy. Cái tiền phụ thu đó là tiền gì? Cái tiền đó đó là cái tiền chẳng hạn như chúng ta mướn xe để đi nơi này chơi, nơi kia chơi. Chúng ta ăn uống thì họ đã tính vô rồi, nhưng mà chúng ta phải để tiền tiếp, tiền bo đó, tiền tiếp. Thì bây giờ đi bất kỳ nơi nào cũng vậy, 15%, 20% tiền tiếp. Chứ không có ai muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ không được nha các bạn. Chúng ta đã đi chơi, đã vào những cái nơi ăn uống, người ta phục vụ cho mình, thì chúng ta phải biết. Và bây giờ tiền tip á, họ ghi thẳng ở trong bill luôn rồi. Nhưng mà chúng ta cho thêm vì họ service rất good. Thành ra cái khoản tiền phụ thu thêm là vào những khoản tiền đó đó. Thí dụ như mướn tàu để đi ra ngoài cái đảo nè, rồi vé để đi chơi với cá mập nè, rồi mướn ngựa để đi lên núi, vân vân và vân vân. Mỗi một người chỉ thêm chừng 150, 200 gì thôi, thí dụ như vậy. Sisi không biết rõ về con số chính xác. Sisi hỏi cháu ngoại thì cháu ngoại nói như vậy thôi, nhưng mà hỏi con của Sisi thì mới chắc ăn, là tại vì con Sisi trả tiền mà. Bây giờ đang đứng để chờ đợi mọi người vào. Tiếng nhạc lớn, nhạc hay lắm. Họ thổi saxophone cho mình nghe. Rất là nhiều bài mà Sisi đã từng được nghe qua. Sisi đi Las Vegas cũng vậy. Sisi đi một mình tìm kiếm những cái nhà hàng nào mà người ta đàn piano hoặc là họ thổi saxophone, Sisi mới vào. Sisi thích lắm, thích ngồi ăn uống nhâm nhi một tí như vậy đó, với một ly rượu và nghe một vài cái bài nhạc mà mình thích. Ngày xưa đó, Sisi với ông xã Sisi đi chỉ là như vậy thôi. Anh thích nghe những cái bài nhạc anh yêu cầu họ đàn lắm, cho nên đi theo anh, Sisi được học hỏi rất nhiều. Tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn. Các bạn ở bên Mỹ cần nên lắm, hãy đi một chuyến. Các em, mỗi một năm hãy tặng cho ba mẹ của mình mỗi một chuyến đi du lịch, thật sự rất thú vị. Các bạn ở Mỹ, hãy nên đi một lần đi. Sisi nói thật, giá trị lắm. Nhưng mà nên mua vé trước khoảng một năm để rẻ. Gia đình Sisi đi lần này thật sự là quá mãn nguyện. Sisi không muốn làm video quá dài ha. Thành ra là mỗi một lần đi tới đâu, Sisi sẽ làm ngắn ngắn chừng 10 phút, 15 phút và nói những gì Sisi nhớ được để chia sẻ đến cả nhà. Sisi xin tạm dừng video ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau, ok? Bye bye, I love you.